Vâng, xin chào các bác. Hôm nay là những ngày cuối năm của năm 2019, là năm âm lịch, và sắp sửa là sang năm 2020. Nếu mà tính theo âm lịch thì tôi làm một cái video này nói luôn là cảm ơn và cũng thông báo cái lịch nghỉ Tết của cửa hàng tôi. Hôm nay là ngày 29 Tết thì cửa hàng tôi sẽ làm lại trở lại vào ngày mùng 5 Tết. Rất cảm ơn các bác ở gần ở xa tin tưởng cửa hàng rất lớn trong thời gian vừa qua. Năm 2019 và những năm về trước cũng là một trong những năm mà làm ăn bán được rất nhiều hàng của cửa hàng tôi. Phương châm của cửa hàng tôi là hàng họ đẹp, hàng họ chuẩn chỉ, chế độ bảo hành cực tốt. Đó. Nói luôn nếu ai đã tiếp xúc thì sẽ biết. Rất cảm ơn các bác đã tin tưởng cửa hàng. Cửa hàng tôi thì có rất nhiều mặt hàng bình dân, audio, về âm thanh, hàng bãi xịn và là hàng tuyển chọn. Chúc mừng năm mới đến các bác, xin chào, hẹn gặp lại. Xin thông báo lại là cửa hàng tôi nghỉ làm từ 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết là hoạt động trở lại. Xin chào, hẹn gặp lại.